khi các idol ra tay bảo vệ fan, Jennie, Jisoo rủ nhau tháo tấm chắn tại fanside. Mời đẹp! Mời đẹp! Vi nổi cáu khi Jin làm rơi đồ chúng fan. Đâu chỉ có những cử chỉ ngọt ngào mới là quý mến fan. Không ít idol K-pop lại tỏ ra cực kỳ đánh đá khi đòi quyền lợi cho fan của mình. Họ không e sợ bất cứ ai, mà sẵn sàng thể hiện thái độ không hài lòng khi người hâm mộ chịu thiệt thòi. Jennie, Jisoo, Blackpink. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2022, Blackpink đã tổ chức fanside trực tiếp sau 3 năm im ắng. Và đúng như dự đoán, các cô gái đã bung lụa và để lại nhiều khoảnh khắc vừa hài hước vừa thú vị. Thậm chí, họ còn sẵn sàng chống lại đơn vị tổ chức để được gần gũi với người hâm mộ hơn nữa đấy. Đó là Jisoo và Jennie. Hình ảnh Jennie thẳng tay tháo tấm chắn đã gây sốt toàn mạng xã hội. Qua đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ấy, công chúng có thể thấy cô nàng đánh đá cỡ nào khi quyết định đối đầu với ban tổ chức fanside để có thể thoải mái trò chuyện với fan. Jisoo cũng vậy, cô đã yêu cầu quản lý tháo gỡ tấm chắn trước mặt. Nữ idol còn ra hiệu để các bạn fan cảm thấy tự nhiên hơn. Jisoo làm tất cả chỉ vì muốn dành không gian trò chuyện thoải mái nhất cho người hâm mộ của mình mà thôi. Vì BTS. Một tình huống siêu hài hước xảy ra tại buổi giao lưu của BTS đã khiến khán giả phải cười nghiêng ngả. Đó là khi Jin bất ngờ đụng trúng tấm bảng làm nó va vào fan. Ngay sau đó, nam idol luống cuống hỏi thăm cô gái. Nhìn thấy khoảnh khắc này, Vi vừa lo lắng vừa bật chế độ đánh đá để hỏi chuyện anh cả. Thế nhưng thay vì nói, sao anh dám làm thế với vợ tôi, thì Vi lại nhầm thành, sao anh dám làm thế với chồng tôi. Câu nói này khiến người hâm mộ có mặt tại đó đều phải ồ lên đầy kinh ngạc rồi bật cười thích thú. Chính cô gái được bảo vệ kia cũng quên luôn cả đau đớn vì được trai đẹp toàn cầu bảo vệ thế cơ mà. Shinbi, Vivid. Nhắc tới Shinbi, công chúng vẫn còn nhớ ngay từ khi debut. Cô nàng đã gây ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh của một nữ thần tượng với khuôn mặt khó ở. Cô nàng từng cực kỳ khó xử khi bản thân chỉ cần ngồi cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thế nhưng, đằng sau phong thái kiêu kỳ đó là một Shinbi đầy tình cảm. Cô nàng đã không ngại đối đầu với quản lý khi họ tịch thu quà hay thư tay từ fan trong những buổi ký tặng. Ngoài ra, nữ idol cũng đánh đá gạt tay nhân viên để lắng nghe trọn vẹn câu chuyện mà người hâm mộ đang kể. Khoảnh khắc đậm chất soái tỉ này khiến khán giả càng thêm ngưỡng mộ và nể phục. Irene, Red Velvet. Nếu là fan cứng của nhà SM, chắc hẳn bạn cũng nhận ra đây là công ty nhiều lần phát hành những sản phẩm kỳ lạ. Việc này đã khiến nhiều người không hài lòng vì SM đang sử dụng hình ảnh của thần tượng để thu lợi nhuận riêng. Và bạn biết không, Irene đã đứng ra bảo vệ người hâm mộ của mình trước việc ném tiền vào những thứ vô bổ ấy. Cụ thể, trong một chương trình, khi nhận xét về nơi bán các sản phẩm tại SM COEX, trưởng nhóm Red Velvet chia sẻ, đừng có mua đồ ở SM COEX, trong đó toàn bán mấy thứ gì không thôi, đúng là không hổ danh chị đại SM. Hành động đánh đá của Irene khiến fan trầm trồ và thích thú vô cùng. AT. Còn nhớ cách đây không lâu, AT cũng có một buổi fanside đáng nhớ tại Los Angeles. Cả nhóm đã rất hào hứng cho cuộc gặp mặt này, nhưng chẳng hiểu sao đội ngũ nhân viên lại để người hâm mộ ngồi trên những chiếc thùng nhựa. Do chiếc ghế tự chế lỏng lẻo, nên không ít người hâm mộ đã bị ngã trong khi trò chuyện cùng AT. Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này, các thành viên nhóm AT tỏ ra không vui chút nào. Nhóm lập tức quyết định đem ghế của mình cho fan, còn bản thân ngồi trên thùng nhựa. Hành động này giúp AT ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng. Quả đúng là đối với các thần tượng K-pop, fan chính là những người họ luôn trân quý và luôn muốn bảo vệ. Và cũng chính sự quan tâm, ân cần của các thần tượng đã càng làm người hâm mộ thêm yêu mến họ hơn.